Con trai à, con hãy ngủ đi. Nếu con ngoan thì con sẽ được thưởng. Còn nếu con hư thì con sẽ bị ngài Rampus đến và ăn thịt con. Thì ok, xin chào mọi người đến với channel của mình là Chucky và hôm nay mình sẽ chơi Minecraft kinh dị. Các bác gọi là Krampus gì đó, anh gọi gì phải không? Krampus, đây là một con quái vật rất là ghê, nhưng mình sẽ thách nó coi nó giống như gì được mình. Ok, vào game luôn. Rồi, nếu bạn có thể đọc được cái này thì bạn đã có cái resource pack đã được kích hoạt rồi. Click vào để tiếp tục. Ok, click vào đâu? What, click here hả? Click vào đâu mày điên à? Tao có click được cái gì đâu. À, click vào đây nè. Rồi ở cái game màu mè quá, phải click vào cái này luôn mới chịu. Rồi bây giờ thì mình có cái này đây. Một cái important setting, nó ghi chữ gì khó nhìn thấy mẹ luôn. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, cầm mồm đi. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Fuck, cái này nó nhiều chuyện các bạn ơi. Ai chơi game phải nghiêm túc. Testing 1 2 3, testing 1 2 3, nghiêm túc đi. Trời đất ơi, còn nó thành tác giả nè. Reddit thôi, mệt. Giờ game luôn đi. Remember to be good so that Saint Nicholas will come and give you a treat. What? But if you were bad, Krampus will come and hurt you. Mày là cái địch gì vậy? Good mày, night, mày, sweet dreams. Mày không phải ba tao đâu. Good. Mày không phải ba tao nha. Good. Ôi, holy shit. Con xin lỗi ba ơi. Từ mày chỉnh ra cái range, ok. Trời ơi, ông này nó hù mình. Trời ơi, sợ quá. Ui, what the fuck? What the fuck? Sợ quá vậy. Holy shit. Hù liên tục vậy ba. Holy shit. Đừng có hù em nữa anh ơi. Được rồi, phải không? Hù này 1 2 3. Con xin ngủ. Holy shit. Holy shit. Con xin ngủ mà làm gì hù ghê. Holy shit. What the fuck. Cái game này nó hù liên tục mày ơi. Thôi, đi rửa tay cái đã. Rồi con đi tắm nè. Rồi, ôi tắm như ỉa vậy, chết cha lỡ ỉa rồi. Thôi bà. Con nó bị kẹt rồi bạn ơi. Nó bị kẹt rồi. Ngu người. Rồi. Mày có hù tao nữa không? Thôi anh ơi. Holy shit, anh ghê quá vậy. Trời ơi. Có gì nữa đây, tiếng gì vậy? Con sẽ ngủ mà. Con xuống dưới ôi. Mình thấy cái gì dưới đây nè. Con xuống dưới ăn tí, ăn mì gói tí mà. Trời đất ơi. Where's our Christmas tree? Cái cây doesn't even feel like Christmas. Đúng rồi, giờ chưa đến Noel mà. Mày mày điên rồi. What the fuck? Thôi. Tí gì vậy? Ở đây có mấy con phòng nè. Ở đây. You have been a nữa. What the fuck? Nữa. Sao nữa? Nữa. What the fuck? What the fuck? Bye game. Rồi. À, nó đi rồi. Ôi trời ơi. Anh ơi, con ngủ nè. Thôi ngủ cũng được hả? What? Anh ơi, đừng. Nữa nè. Có không? Không có hả? Ok, quá. Trời ơi, làm như nó sợ lắm. Em ra bộ em. Thôi. Ôi ơi, đau tim quá. Holy shit. Phòng gì nữa đây, mày hù tao nữa phải không? Nữa mà biết ngày sao tao biết ngày mà tao phóng chứ. Thôi. Thôi, có mở nó có gì không, có gì hết nè. Thôi,
thôi. Cười ghê quá à. Noel không được nhận quà vô đây bị nó đuổi. Thôi lên lòng ngủ. Rồi từ anh đã kiếm có cái gì không? Thôi anh ơi, em lấy đi mì gói thôi mà anh ơi. Một nữa. Fuck. Thôi được rồi, nghiêm túc nha. Chúng ta là hành ninh nghiêm túc, không phải sợ gì hết. Đâu mì gói đâu? Không nữa anh ơi, nghiêm túc đi anh ơi. Rồi. Good. It's just a dream. Chỉ là giấc mơ thôi à. Or was it? Hết rồi em rồi hả? Đi không được nữa rồi. What the fuck game? What the fuck? Trời đất ơi, mình sẽ ngủ mà tại sao lại giết mình? What the fuck? Thì ok, nếu mà hết cái series này của mình á thì nhấn like và subscribe và để mình có lời tiếp nha. Và nếu bạn không subscribe, Krampus sẽ đến và giết bạn vào ban đêm đó.